Thảo xin chào lại quý vị nha. Hôm nay là ngày thứ 6 ở bên Pháp. Hôm nay thì Thảo sẽ đưa cả nhà mình đi vào rừng chơi. Vì ở trong rừng hiện nay sẽ có là rau tỏi gấu. Rau tỏi gấu này có hương vị ăn giống như là mùi tỏi với mùi hẹ, nó kết hợp với nhau. Rau tỏi gấu này là cái loại rau mà những chú gấu ở trong rừng thích là đào xới lên để ăn á. Rồi cái rau tỏi gấu này á, nó mọc tùy theo những khu rừng. Thường thì sẽ mọc những khu rừng ẩm thấp, giống như những nơi đó nó sẽ ẩm ướt hơi cái hơi nước lên vậy á. Còn những cái nơi mà khu rừng nó khô ráo thì rau tỏi gấu không có mọc. Bây giờ thì Thảo mời cả nhà mình đi theo Thảo đi hái rau tỏi gấu nha. Thì mùa xuân là đã tới rồi, trời nắng cho nên Thảo không có cần đội nón len. Rồi xe đạp hư rồi. Chó hả? Muốn mua chó, tự nhiên muốn mua chó. Ôi xua. Hôm nay thấy người ta dẫn mua chó, nói muốn mua chó, nói vậy. Lạ thiệt. Nay khu rừng này có điều lạ lạ. Rừng năm nay người ta sao này thoáng quá ha, nó không có âm u ha anh hả? Rau tỏi gấu mọc lên được một chút nè cả nhà ơi. Ở đây chó cái gì? Chó không? Chó tao là con chó của mày nè. Đi ở chưa? Đi đâu vậy? Lỗi như đây mình kiếm con chó mình bắt về nuôi ha. Đó, rau tỏi gấu nó lên được nhiều đó cả nhà. Nó cưa cây rồi đó. Ừ, nó cưa cây hết cho nên rau tỏi gấu năm nay lên trễ nè. Vô rừng chim hót líu lo luôn á. Mấy năm trước nó âm tầm lắm, thấy không? Ừ. Cắt cây hết rồi nè. Cắt cây cho nên nó không có giữ cho cái khu rừng nó ẩm anh. Nên rau tỏi gấu nó lên không có được mạnh. Không có được, tại vì nó... Nó có ánh nắng xuyên qua đó. Rau tỏi gấu nè quý vị. Thơm lắm. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, mát mẻ lắm, không có lạnh quý vị. Nếu mà lạnh là Thảo hay đội nón lắm. Tại vì nếu mà không đội nón á, về mình hay cảm sổ mũi á. Nắng chiếu lung linh. Qua hết cái mùa đông rồi, hết ấm rồi, giờ được thoát ra cái áo khoác dày này mà cái áo quý mẹ nè. Út gọi Thảo. Cuộc sống ở nước ngoài thì nó có cái vui khác ở Việt Nam, ở Việt Nam thì lại có cái vui khác. Việt Nam đi ra cái là quá trời người luôn, còn đây đi ra chút xíu mới thấy người. Mà đi trên xe không quý vị, vô rừng người ta cũng hay đi bộ trong đây nè. Trong đây thì vào cái mùa rau tỏi gấu á, thì nó lên vậy đó, mà cũng ít ai hái lắm. Thường người ta hay vô chợ ta mua. Mà cái rau này á thì nó có qua đợt từ tháng 3 tới tháng 4 thôi.
nó không có nhiều. Rồi cái bắt đầu ở đây á, người ta sẽ mở những cái chợ trời, chợ đồ cũ á, ở ngoài trời á, thường là ngày Chủ nhật. Vui lắm quý vị. Cứ 7 Chủ nhật những cái đồ mà mình không cần xài nữa đem ra mình bán, rồi đăng ký những cái chỗ đó thì mình liên hệ với cái Mary ở cái vùng đó đó, cái làng đó, cái giờ chịu thì mình lại đó mình bán. Ở bên đây những con quạ nhiều lắm, con quạ đen á, bên Việt Nam mình ít ha, mà bên Việt Nam Thảo cũng ít thấy con quạ đen á, ở đây là nhiều lắm, nhiều khi đi cả bầy giống như là đàn chim bồ câu vậy đó quý vị. Quý mẹ nè, đi chút là gọi kéo. Nãy giờ đi cũng có mấy người đi bộ. Cây cối mọc rong rêu. Gì vậy? Hả? Đấy. Mẹ. Quý, ba đó. Làm sao? Đấy. Vô đây chạy là ngon lành luôn á. Đường thẳng băng nè. Quý nữa mua con chó. Cái tàu đó, kìa. Ôi, sao có một người già đó ngộ với anh. Ở đây làm cái gỗ này đẹp ghê ha. Ừ, chắc chắn ha. Ừ, giờ tổ gấu phúng phúng lên nè. Kéo cái xe. Ôi. Thôi giờ mình đi chỗ khác đi anh ơi. Khu rừng này sao nó thoáng mát quá ha. Nó không có giống như hồi trước mình lại. Hay tại vì lá cây nó chưa mọc ra? Có thể cây mùa đông nó rụng lá, chưa có mọc. Hôm nay mình đi vô đây sớm ha. Sớm. Kia những người không già nó, là bộ. Không phải nó phá đâu, mà nó rụng lá hết á. Ừ. Thấy nó trống á. Thấy mùa xuân cái lá đó. Thôi giờ vợ chồng Thảo chở ra, đi tìm nơi khác đi chơi. Để nó lũ phía kia đó. Ủa, có kìa. Thấy thương quá. Bây giờ có chiếc xe này chạy là có lý. Khỏi cần đòi anh ẩm nữa, nhớ không? Năm rồi còn kêu ẩm. Mở tay luôn. Ừ. Hả? Chó hả? Quê. Thấy chó hả? Ê, có Suvan nó chạy chưa? Suvan còn Suvan. Wow, Suvan luôn. Suvan kìa. Suvan. Cá lóc. Cái này chắc nhà người ta nuôi quá ha. Có gì đâu sợ. Đi, let's go. Không có sợ con trai mà nhát quá vậy. Đi bình thường. Muốn sợ. Đi xuống. À, chị không thấy con chó này hả? Con chó. Ô soleil. Vậy. Những người già đi dạo đó quý vị. Đi một nhóm người. Đi ra bờ sông nha. Tắm không? Tắm không? Biết xin. No. No. Không biết thì sao, bữa nay là vừa đi ra xe muốn mua con chó, muốn mua chó, muốn ngồi chó.
có ba ảnh là không có thích động vật thôi à. Còn nhà Thảo ha. Nhưng Thảo mà mua về là ba cực không à, đâu có ai cực. Tắm cho nó nè, nó ỉa là hốt nè. Anh mua cái con chó Chihuahua kìa, nó đâu có lông nhiều đâu. Ỉa không ỉa không đáng hả? Con chó giống như nhỏ xíu. Thì có cái giường để làm gì? Sáng là anh đẩy em chó ra ngoài giường, là ra ngoài chạy ra ngoài giường đa ỉa thôi. Bằng đêm sao? Bằng đêm gì? Nó có giờ giấc đàng hoàng không? Con chó con đó. Anh làm cái nhà nhỏ cho con chó ngoài cũng được nữa. Làm gì? Nhổng với xe lên nữa. Cái vụ gì vậy? Không, không có nhổng đâu. Chạy đàng hoàng. Con làm gì vậy? Trời, tính nhổng giống người ta kìa. Chạy hai bánh. Ông xã Thảo không có thích nuôi con gì hết trơn á. Ông sợ ông cực. Thảo à, thích chó nè, mèo cũng thích nhưng mà không thích mấy. Hồi lúc ở Việt Nam là Thảo có con chó ngủ chung với Thảo luôn á. Giờ thì vợ chồng Thảo sẽ đưa quý vị đến một nơi khác đi chơi nha. Giờ rời khỏi cái khu rừng này. Khu rừng này nó nằm bên cạnh thành phố luôn cả nhà. Hồi mấy năm về trước thì Thảo vẫn còn thích mùa đông. Bây giờ thì giống như mình lớn tuổi rồi đó. Cái lạnh mình chịu không nổi nữa. Đúng thiệt, cho nên giờ Thảo mới hiểu tại sao những người già người ta không thích ở đây. Người ta thích mùa đông là người ta về Việt Nam. Rồi mùa hè người ta qua trở lại đây. Ở Việt Nam 6 tháng. Rồi ở bên đây 6 tháng gì đó, họ trốn đông. Giờ đi lên xe nè. Đưa lên. Công viên mình tới đây á có tên là Old Monsuri. Trên cây quý vị xem có những con cò mỏ đỏ nó trên cây, nó làm tổ dài dài đằng kia luôn quý vị. Và bên cạnh công viên á là công sài The Europe. Thảo sẽ qua bên đường cho quý vị xem. Và trước mặt quý vị đây á là công sài The Europe thuộc khối châu Âu, 75 nước châu Âu. Giờ thì Thảo đưa quý vị vào công viên nha. Công viên này hôm nay đông, hoa nở nhiều. Kìa có hoa anh đào bụi. Dưới đất nó mọc lên. Ở đây hoa gì đẹp quá nè cả nhà. Lạ thiệt á. Bên nào mọc đẹp quá nè. Này màu đỏ đó. Này hai loại, màu hồng với màu đỏ. Đây có cây cổ thụ bự
Sao? Cầu tuột hả? Đi với mẹ nè, đi. Đi. Chạy xe đạp lên đi. Chạy xe vô mà, được mà. Người ta chạy xe vô mà có gì đâu anh. Chạy vô đi. Chạy xe vô đi. Đi bỏ đi, để xe vô. Đi. Xe mẹ. Đi, xe mẹ. Bé học chưa đang đợi chơi cái xích đu đó cả nhà ơi. Mỗi lần tới đây chơi chờ cái này cũng hơi lâu á. Có mấy đứa con nít cũng đang đợi. Rồi, tới lượt bé học chia đi rồi. Phái dữ. Mê cái này lắm á. Coi cái mặt đỏ kéo. Giờ bé học chia đi lên chơi cầu tuột. Năm nay biết leo rồi. Nay gan đi mình rồi đó anh. Năm gọi là la ý ấy. Đúng rồi, đây em không biết. Ừ. Wow, giỏi quá luôn á. Không có, không có sao đâu. Đi đúng số con nha. Tao vậy. Đúng số một. Ôi năm nay dạng quá không? Té. Thì sợ té. Ô, sắp tới nơi rồi. Giỏi quá. Bravo, merci. Merci. Đi thôi chứ. Năm rồi chỉ biết ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Bò quá. Ngồi xuống luôn, ngồi xuống luôn. Nó bò vậy đó, đúng rồi. Vậy đúng rồi, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Bò mà kêu con ta bò. Ừ. Thì ta đang giữ tư thế mà. Giỏi quá. Ừ. Năm rồi là chỉ cầu tuột thôi à, mấy cái này là không có đâu ha. Năm nay là dữ dằn. Đừng khen. Tới nữa, còn chút nữa mới tới. Lên, tiếp tục. Để cái tay lên đây nè. Leo, leo, leo tiếp. Bravo. Giỏi quá. Tự làm mình luôn. Tự dân nắm tay luôn. Oh, rồi xong một bộ cơm lê luôn rồi đó. Rồi chơi xong trò chơi kia giờ qua tới bên đây. Con nếm cọng dây á, voilà. Nếm cọng dây. Nếm cọng dây, con nếm cọng dây kìa, cọng dây này nè, nếm lên, voilà. Ờ sao? Để cái chân, để lên đây. Để chân lên. Cầm cái dây, cầm cái dây, cầm cái dây hai tay luôn. Voilà, rồi đi lên vậy đó. Ok ha. Rồi.
Anh này cho chơi thể thao được nè mắm ơi. Năng động lắm á. Đứng về nha. Ôi, ôi. Trò chơi mới không ta? Năng động. Ừ. Cha con chơi đẳng thẳng ngoài đây thảo đợi no. Lạnh quá chịu hết nổi rồi, lấy cái nón ra đội chứ không thôi về là sổ mũi cái chắc luôn á. Quý vị thấy không, ở đây là mùa xuân bắt đầu là người ta đi chơi dữ lắm, tại vì qua mấy tháng mùa đông người ta ủ trong nhà không mà đâu đi đâu được đâu, đi du lịch cũng không có vui nữa, đi tới đâu cũng ôm mấy cái áo dày dày đi theo rồi đi đâu nữa. Nhưng mà nó vẫn có một cái thú vui giờ vô mùa đông là đi trượt tuyết nè, rồi những cái trò chơi khác hay là lên trên những cái núi rất là đẹp luôn cũng có, nhưng mà Thảo chưa có khám phá ra được. Nếu mà có thời gian Thảo cũng sẽ đi khám phá. Bà chưa, bây giờ con chơi cái này hả? Rồi đó lên. cộc luôn. Con phải đội nón lên chứ, để không thôi về con ho đó, biết không? Sổ mũi nữa. Ok. Rồi đội nón lên. Chạy lên kia nữa hả? Cái gì? Đi đâu đó? Như sao? Rồi đi vô đi. Giờ trò chơi nào cũng muốn chơi hết rồi. À, bắt chước đi dưới người ta nữa kìa. Không, đứng á. Phải đi ngang vậy nè. Đi vậy nè, vậy nè. Đó. Bố. Ơi, chơi trò chơi xong thì đi tiếp tục qua bên kia là khu vườn người ta trồng hoa mùa xuân mọc lên nhiều lắm cả nhà. Chạy lên cỏ luôn. Đi con. Hoa à, giờ cũng phúng phúng lên rồi nè quý vị. Đi máy bay. Nó đi máy bay. Ừ, cây hoa đằng kia mới đẹp nè. Cây hoa này nó sắp nở nè quý vị. Đây có bụi hoa màu tím đẹp lắm. Cái bông nó ngổ búp 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 búp, giống như nó có bọng ở trong.
kìa có một bà già dẫn chó đớn. Wow, hoa đây. Hoa này thơm giống như mùi hoa lài luôn á cả nhà. Thơm quá. Thở hửi coi. Có mùi hoa lài. Thơm. Hoa đẹp quá. Rồi bên đây là cây hoa mà bữa Thẩm mua về đó quý vị. Nó đây nè. Wow, đang búp búp. Chừng tầng nữa là nở ra đó. Thẩm thích cây hoa này lắm. Hoa rất là nhiều luôn. Mà cũng mau tàn lắm. Nở khoảng chừng 2 tầng là nó nhanh tàn lắm quý vị. Đây, quý vị thấy không? Một bụi hoa mai nó nở rần rần luôn rồi đó. Và đây có hoa tím nữa nè. Vô mùa xuân là hoa đua nhau nở. Hoa tím, rồi hoa trắng, rồi hoa vàng nữa nè. Wow, lạ thiệt đó chứ. Mà nó chung một loại á quý vị, khác màu. Hôm nay đưa quý vị đi ngắm hoa nha. Những nụ hoa này rồi. Đây có cái bụi hoa này rất là đẹp luôn nè quý vị. Một bên này là màu hồng. Để thở hửi coi. Nó không có mùi gì hết. Đẹp quá luôn á. Một bên đây là màu đỏ. Hai màu đứng cạnh chung nhau. Đẹp quá chừng. Ở ngay một rừng hoa luôn. Nếu mà mình đứng ngay góc này á, thấy hoa hết luôn cả nhà. Thảo sẽ quay cho các bạn xem những con chim nó đậu ở trên những cái góc nhà, nó làm tổ trên những cái cây nha. Ở đây người ta mọc lên nhiều lắm quý vị. Đây là cải. Có một người chụp ảnh đó, cái máy ảnh coi kìa. Nó bự bánh kia luôn. Ông ấy đang chụp những con chim này nè quý vị.
Bé Archie bây giờ đi xuống dưới hồ rồi. Thảo thấy chiếc xe đạp của ảnh dục đằng đó kìa. Đó. Chạy xe đại đẳng đi, không thôi mắc á. Đi. Đi lại đẳng chơi chó. Với Cà Na kìa, biết rồi. Rồi chó, chó, ừ. Chó, đi. Đi, đi lại chơi với Cà Na đi. Đòi chó dữ lắm rồi đó. Bờ hồ có những con chim nó dạng lắm. Trời ơi, có kìa mấy con vịt con kìa. Ôi chạy xuống tủ dưới luôn hả? Vịt lạ quá ha. Ai bắt đâu mà la hoài, tự nhiên đi. Kìa anh chồng kìa, tuốt mặt đằng kia kìa. Chỗ đang bơi mờ hết sức đuối luôn kìa. Thảo quay hồi cái chị cái á, chị sợ bắt con kêu con chống lại, chống từ đằng kia bơi thì hụt lại luôn. Giờ là xâm quầy vậy đó, Tommy á. Chạy xe ngồi mệt rồi ông bà cô chú ơi, đang nghỉ ngơi. Chơi đủ thứ trò chơi luôn mà. Nữa hả? Ừ. Wow. Đi con. Những con chim hạc mỏ đỏ này á là biểu tượng của vùng Anzac nơi Thảo ở. Thành phố Thảo ở có tên là Tasbua quý vị. Giờ chồng Thảo Dương Úc đang đứng đợi mua kem. Trời lạnh vậy chứ người ta cũng thích ăn kem lắm. Rồi, mua được kem rồi. À, có quý đó, có. Cái này của mẹ, nó sợ mẹ nó không có, nó chỉ mẹ. Mời cả nhà ăn kem với mẹ con Thảo nha. Mới sợ lạnh. Chia. Lấy này nhiêu anh? 5 đồng. Lấy này 5 đồng, chạy ra 120.000, 125.000 Việt Nam đồng đó. 5 đồng thì được 2 bun. Cảm giác lạnh, mà ăn lạnh nữa, thú vị đó.
Lại ghế ngồi kìa anh. Lại ghế ngồi đi. Bỏ đại xe đạp đó đi. Đây, lại ghế ngồi đi, ba dựng trên xe đạp cho. Lại ghế ngồi đi, đi ra. Cái chỗ ăn kem này nhìn thẳng qua công xây Europe quá quý vị. Ông xã hả, sợ lạnh nên không có ăn. Anh không mua màu xanh cho em. Đạo sô-cô-la với cái đẹp. Con ăn đi. Và thôi, video của Thảo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi gia đình Thảo hôm nay đi chơi nha. Chúc quý vị ngày 8 tháng 3 các phụ nữ được nhiều quà và được nhiều rắn mày râu thương, chiều chuộng. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở video sau. Bye bye. Bye bye đi con. Ăn xong là giục bô ben đó nha cả nhà. Bỏ vô thùng rác á. Lại xe, đạp xe đạp không? Có sức rồi, có sức rồi.